cư sĩ. Và tiếp theo chúng con xin kính chuyển đến câu hỏi của bác Minh Đạt, và chúng con kính mời máy Galaxy A10s ở Zoom 336 chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, xin cho con hỏi một câu. Con mong lão cư sĩ giảng giải để cho con buông xả được tốt hơn ạ. À, con có nghe hỏi đáp trợ niệm Lâm Chung Hòa Tượng Tịnh Không giảng, với loài động vật lớn thì chỉ cần hộ niệm 2 tiếng là mang đi chôn được, còn với loài nhỏ thì chỉ cần niệm Phật 15 hoặc 30 phút là đủ. Còn đối với con người, tại sao lại phải niệm Phật tới 12 hay 14 tiếng thì thần thức mới ra khỏi thân xác, và khi lạnh hết rồi thì mới được chôn hay là thiêu ạ? À, con xin lão cư sĩ từ bi giảng hướng dẫn cho con, để khi có ban hộ niệm đến hộ niệm cho con cũng muốn xả thân ra thật nhanh, con không muốn làm khó nhọc cho ban hộ niệm ạ. À, con xin thành tâm tri ân lão cư sĩ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Câu thế này của hòa thượng chứng tỏ rằng cái con người của chúng ta chấp mạnh hơn súc vật đó chưa vậy, chưa vậy cái tên năng. Những con vật nhỏ nó chết nhanh lắm, ví dụ như cái loài mối đó, nó sáng ra thì nó nở ra, bay lên chiều chết, thời gian nhanh như chớp. Vì nhanh quá cho nên nó quen rồi, nó không chấp đâu, nó không còn nghĩ ngợi gì đâu. Một con mối sinh ra làm con mối, bay lên làm con mối, chết xuống đi làm mối, cứ tiếp tục làm như vậy. Cho nên cái lời kiến ấy, chị về thấy không, Đức Phật chỉ hàng kiến mà nói về hàng đệ tử rằng bảy đời Phật qua rồi mà con kiến vẫn còn là con kiến, tại vì nó dễ dàng chấp nhận thành con kiến lắm. Nó vì nó dễ dàng như vậy cho nên khi chết xong đi làm súc vật luôn, khỏi cần gì nữa. Cho nên những con vật nhỏ như vậy mà nó không chấp, nó không chấp, nhưng mà nó ngu si quá cho nên nó cứ theo cái đó nó đi nhanh lắm. Con vật lớn hơn thì nó chịu đau khổ nhiều hơn, mạng sống nó dài hơn, thành ra nó chấp hơn những con vật nhỏ. Mà cũng là cái con vật nó ngu si cho nên mình nó chấp được 2 tiếng đồng hồ, chứ sau đó thì nó cũng đi theo làm súc vật thật chư vị ơi. Chứ nó không thể nào mình tới mình hộ niệm làm gì mà cho nó thành Phật được đâu. Khó lắm, không phải đơn giản đâu. Dẫu rằng trong kinh Phật đó, những con súc vật đó mà biết niệm Phật, cầu về Tây Phương, nó cũng về Tây Phương thành Bồ Tát, thành Phật như ta đấy. Nhưng mà sao? Nó ngu si, nó chấp hơn con kiến. Thành ra nó chấp một vài tiếng hồ, sau khi mơ mơ màng màng xong rồi, nó cũng chui vào hàng súc sanh mất. Còn cái con người, con người thì có nhờ cái lý trí cao hơn con vật, ta lợi dụng cái lý trí này mà ráng môi móc, ráng khuyên tấn, ráng dỗ dành để cho cái chấp đó bỏ đi, quyết lòng để vật mà người ta vãng sanh. Con người hay hơn con vật ở chỗ là có lý trí, nhờ cái lý trí đó mà chúng ta có thể thúc đẩy khai thị, người ta ngộ ra. Còn những người không ngộ thì thôi chịu thua. Nhưng đặc biệt chính con người vì có chút thông minh hơn con vật, tưởng mình dối con vật, cho nên cái chấp của con người này mạnh lắm chư vị ơi. Có nhiều người mà chấp cả một cuộc đời, con cái năn nỉ, gì năn nỉ cũng không nghe. Thực sự đấy chư vị, chính vì có người chấp, thành ra mình phải cố gắng mà phá cho được cái chấp đó. Nhưng mà họ có lý trí, họ không ngu si như những con kia, cho nên nhiều khi nó trăn trở qua cảnh giới này, trăn trở qua cảnh giới kia. Chứ vì cứ nghĩ con người chết thì đình đám đủ thứ, đúng phải không? Người ta thích theo cái đó, mình phải ráng cố gắng hộ trì năn nỉ cho đến 12 tiếng đồng hồ để cho họ an tâm. Vì sao? Vì họ chấp cho nên thường vướng vào cái thân đó, vương dữ lắm chư vị ơi. Suốt cả cuộc đời nào thuốc men nào là son phấn nào tiền bạc đổ dồn ra cũng dồn vào cái thân này, nuôi cái thân này nhiều quá cho nên họ chấp nhiều quá, chấp nặng quá, thành ra cái linh hồn của họ không nỡ bỏ cái thân này đi, đúng không? Không bỏ cho nên thành nó chấp vào đó lâu hơn con vật. Nếu mà chúng ta biết rồi thì bây giờ buông ra không chấp nữa. Rất nhiều người đi trước khi họ tắt
khơi, tức là họ nhanh hơn con kiến nữa, họ nhanh hơn cái con ruồi nữa. Tại con ruồi ra còn 2-3 phút người ta đi trước khi tắt hơi nữa, tại vì họ có lý trí. Chính cái lý trí này mà nó phát triển ra thì người ta lợi lạc vô cùng. Đem cái lý trí đó mà thực hiện pháp Phật, niệm câu A Di Đà Phật trở về Tây Phương, thực sự con người thành tựu hơn con vật. Còn không chịu thực hiện thì con người mình chấp hơn con vật, chấp càng nặng thì đọa càng sâu. Đáng chịu vậy chứ biết làm sao phải không chứ vậy. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân lão cư sĩ.